Mio xin mến chào quý vị và các bạn. Hôm nay Mio xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món bánh da lợn. Món này thì Mio làm theo cái cách của Mio như thế này á, thì Mio cảm thấy ăn nó ngon. Bây giờ Mio xin mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên thì Mio nấu đậu xanh. Mio sử dụng đậu xanh cà vỏ ra rồi thì Mio nấu nó rất là nhanh. Mio nấu xong rồi á, nó mềm như thế này rồi thì Mio sẽ cho nó vào cái cối xay. Mio xay nhuyễn nó ra rồi mình sẽ cho đường và nước cốt dừa vào để mình làm cái lớp nhân đậu xanh ha. Mio cho vào cái máy như thế này, nó đã mềm rồi, mình xay rất là nhanh luôn quý vị. Mio xay nhuyễn nó ra thì mình sẽ có hai lớp bánh này. Thì Mio sẽ làm một lớp màu xanh lá dứa và một lớp là đậu xanh với lại nước cốt dừa. Mình làm ở nhà đó thì mình có thể kiểm tra cái lượng đường, độ ngọt mà mình ăn theo cái sức khỏe của gia đình mình ha quý vị. Mio làm thì cũng vừa thôi, không có ngọt lắm, vì đậu xanh nó cũng hơi ngọt ngọt và nước cốt dừa thì nó cũng ngọt nữa. Bây giờ nó nhuyễn ra thế này là Mio cho nó lên nồi. Mình cho nước cốt dừa vào. Mình khuấy một chút cho nó sôi lên á, rồi mình cho đường vào. Nó hơi sền sệt lại á, thì một chút nữa mình trộn với phân nửa cái phần nguyên liệu bột đó. Là nó vừa đó, mình đổ rồi nó không có đặc mà nó cũng không có lỏng hay gì ha. Sau khi phần nhân đậu xanh xong đó thì Mio sẽ cho phân nửa phần bột vào trong cái nước lá dứa. Thì mình sẽ có hai cái tô bột. Bây giờ thì Mio sẽ đổ bánh. Mio đổ một lớp lá dứa trước như thế này. Mỗi cái lớp bánh thì Mio cảm thấy mình đổ chừng nửa cm thì được rồi. Nó không có dày, nó không có mỏng. Thì mình chỉ nhìn, Mio nhìn qua cái nắp nồi đó, cái lớp bánh nó trong rồi đó, thì Mio sẽ đổ tiếp tục một cái lớp kế tiếp. Như vậy thì cái khuôn này của Mio đó thì đổ được bao nhiêu lớp thì nó đầy lên trên là được một cái ổ bánh rồi ha. Vì Mio không có khuôn đó, Mio sử dụng cái tô thủy tinh này để đổ đó. Bây giờ Mio cho cái lớp đậu xanh lên nè. Quý vị nhìn xem đậu xanh, nước cốt dừa và bột nó hơi đặc hơn cái lớp lá dứa một chút ha. Nhưng mà nó sẽ rất là mau chín, vì đậu xanh và nước cốt dừa thì nó đã chín rồi. Bây giờ tráng đều ra thế này. Và mình sẽ lần lượt một lớp lá dứa và một lớp đậu xanh như thế này cho đến lúc đầy cái ổ bánh. Thì mình có được một ổ bánh da lợn rồi ha quý vị ha. Giờ thì cái ổ bánh của Mio đã hoàn thành. Sau khi mình để nó nguội xuống đó, Mio để vào tủ lạnh một chút xíu, chừng 10 phút. Rồi Mio lấy ra cho cái bánh nó dẻo á quý vị. Bánh Mio làm như thế này á, thì Mio để tủ lạnh ăn cách sau một ngày á, thì Mio thấy nó vẫn còn mềm, nó không có bị cứng. Còn mình gia đình mình đông đó, mình ăn một lần thì chắc hết cái ổ bánh rồi, không cần phải để tủ lạnh. Cái lớp bánh Mio đổ như thế này thì thấy nó vừa nè, nó không có dày quá mà nó cũng không có mỏng quá. Bây giờ thì Mio sẽ cho bánh ra đĩa
Rồi mình sẽ cắt bánh ra xem nó như thế nào ha quý vị. Cái ổ bánh như thế này á thì Mio thấy là nó thơm lắm quý vị. Cái mùi nước cốt dừa đó với lại cái mùi đậu xanh lá dứa đó, khi mà mình nóng mới lấy ra nó chưa có thơm lắm. Mio để 10 phút ở trong tủ lạnh lấy ra đó nó thơm phức rồi quý vị. Khi mà bánh da lợn này mà mình muốn cắt đó thì thường thường người ta sẽ lấy một cái lớp giấy bọc thực phẩm á, người ta bọc con dao lại, người ta cắt để cho nó đừng có bị dính á quý vị. Còn Mio thì cái con dao này nó to, thành ra Mio sẽ lấy một chút xíu dầu ăn rồi lấy cái ngón tay mình thoa lên hai mặt con dao để cho nó đừng có bị dính bánh á. Bây giờ thì Mio sẽ cắt ra ha. Cái ổ bánh như vậy thì Mio chắc sẽ cắt ra làm 3 phần quá. Vì Mio có cái hộp nó như thế nào vừa để Mio để vào tủ lạnh đó. Mio không thể nào mà ăn một lần hết cái ổ bánh này ha quý vị. Bây giờ Mio cắt ra thử xem bánh có dẻo, có ngon hay không theo như cái nguyên liệu của Mio làm ha. Bánh rất là mềm. Rồi, bây giờ mình nhìn xem ở bên trong nó như thế nào. Bánh rất là mềm, rất là dẻo quý vị ơi. Thơm, thật là thơm. Mùi lá dứa và đậu xanh thơm quá. Bánh da lợn đó quý vị có nhớ không? Hồi mình còn nhỏ đó, mình ăn bánh da lợn, mình thích kéo ra từng cái lớp một mình ăn đó. Như vậy sẽ cảm thấy nó thú vị lắm ha. Đặc trưng của cái bánh da lợn, bây giờ Mio vẫn còn thích như vậy đó quý vị. Thành ra Mio đổ như thế này là mình lột ra được từng lớp bánh luôn á quý vị. Bây giờ Mio cắt ra làm đôi. Vì quý vị nhìn theo cái công thức này của Mio làm, nếu quý vị thích đó, thì quý vị cùng làm với Mio nha. Để mình có được một cái ổ bánh như thế này để cùng ăn với gia đình. Mio xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Mio xin mến chúc sức khỏe và chúc quý vị nhiều niềm vui trong cuộc sống. Mio xin chào và xin hẹn gặp lại. Bye bye!